Đó. Được. Ô là là. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mẹ con nhà Siro. Thôi nhớ. Thôi nhớ. Sao em? Nào đi ra đây nào, ra đằng này chơi. Nào. Đây mà. Đúng rồi, ra đây. Thôi. Nước đâu? Nước đây mà. Đúng rồi, nước đó. Nước cái này. Ừ, uống nước đi. Gái. Gái ra đấy, gái làm gì ở đấy? Hả? Ừ. Chơi bên ngoài một tí nha, chơi bên ngoài một tí rồi vào vào chỗ ở mới. Cho mấy con chó con này ra khu trại để mà nó có cái không gian vận động và nó bắt nhịp với lại cái thời tiết ở bên ngoài cho nó quen thuộc, nó về nhà mới cho nó khỏe. Rồi Siro, yên đấy cho con nó tí tí. Con Siro rất là xinh. Chào em. Hôm nay coi như là được một tháng rồi. Trời, ông này ông nóng. Kìa, không giao cho nó bú, cho nó bú hết kìa. Giao bú đi. Không cho bú hết. Được con nhẹ thì được 2 cân 6. Con nặng thì được 2 cân 8. Bằng bằng đầu nhau. Siro, quay mặt đây anh xem nào. Siro. Nào. Siro có nhận ra đứa nào không? Con Nina với con Nano đấy. Cọc là có thể nói là giống chó thuần người nhất của Việt Nam đấy. Thôi được rồi, cho chúng nó vào chuồng người ta. Yeah. Vào chuồng nhá, vào chỗ nằm thôi. Chỉ quay đoạn video mấy con chó con này mà chúng nó ăn xong chúng nó ngủ hết rồi. Nâu này. Trời nó ấm lên nó nhiều ruồi quá đấy thôi. Bao nhiêu vỉ xịt ruồi với lại cái thuốc xịt ruồi mà vẫn không hết được ruồi. Này, bọn nhóc con là hôm nay là được con to là được 5 cân một con rồi. 4 cân rưỡi. 4 cân rưỡi 5 cân. Ừ. Tình cảm lắm, đang ngủ, đang giờ các em đang ngủ chưa? Nha. Thằng nào đây? Thằng Smile. Ừ. Rồi, xoa mỗi đứa tí. Cái dây xanh. Ừ. Được. Smile. Đây, con này ngủ dáng ngủ Trương Phi. À. Ngủ mở mắt hả? Ngủ là nhắm mắt vào, nhắm hẳn mắt vào.
Ngủ này còn không chơi. Cái hồng. Ừ. Cái con nhà bà gớm nhỉ. Chỗ ngoạt quá. Ngủ thôi. Ngủ đi, nằm úp cái bụng xuống. Đấy, còn đang hóng chơi chứ. Ngủ theo kiểu bỏ hí hí mắt. Nâu. Ừ. Cho mấy đứa ngủ đi. Đó. Được. Mấy đứa này đang ngủ say sưa cho nên là không có đánh thức chúng nó. Tím. Ừ. Xanh. Ngủ kê gối. Úi trời ơi, nó đè lên đầu. Thôi giờ mấy đứa ngủ đi. Anh không làm phiền mấy đứa nữa nhá. Nhá. Mấy đứa ngủ đi nhá. Nhá. Quay video một tí để cho chủ nhìn. Nhá. Ok. Con tím trắng nó ra bên ngoài nó nằm. Thôi rồi, Phây nằm yên đấy. Bây giờ phải tách mẹ Phây, không cho con bú nữa rồi. Để cho con ăn ngoài 100% rồi. Hôm nay là ngày thứ 40 mấy rồi. 44 rồi. Tách sữa hoàn toàn rồi. Chỉ có cho ăn thôi. Ok, cho mọi người xem mấy con cún con hôm nay. Vừa mấy giờ qua giờ ăn trưa xong chúng nó đang ngủ. Tao boy đẹp trai. Chân bên kia. Đẹp trai. Chỗ ngủ này. Ui giời. Em có cần thiết này em phải bắt buộc phải lên tivi vậy không? Được. Đang quay cái thằng đang ngủ kìa. Thằng đang ngủ này. Mày em phải chen vào bằng được. Rồi. Bây giờ quay em nhá. Nè. Ngoan á. Quay cả em nữa. Nha. Chỗ. Ngoan á. Nha. Xích đây nè. Thế nào cũng thích được xoa. Lon ton lon ton. Ok. Cún hôm nay là ăn ngoài 100% rồi. Tách sữa mẹ rồi. Tách sữa mẹ hoàn toàn rồi. Cho em ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi, nhắm mắt vào. Nha.